Hôm nay là hai anh em mình đi đánh cầu bè nha mọi người. Đây là em mình nó đang ra cận nha. Đây hiện tại hôm nay hai anh em mình lên bè này đánh 4 cần nha mọi người. Đây là sử dụng cám nha. Mình chơi cám nha. Đây là lần đầu ra đây thì không biết là đánh có được hay không, tại vì chưa quen địa hình nha mọi người. Thì trong quá trình câu mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Còn bây giờ là anh em mình ra cần cái nha. Ra cần xong mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Đây cá nhiều lắm mọi người. Đây cá điêu hồng nó nổi trên mặt bè, nó chạy dữ lắm luôn á. Nó chạy rất là nhiều. Đấy, em thấy không? Đẹp lắm. Đây, bạn nhìn thấy cá người ta nuôi nè, thấy không? To rồi, cá này rất là to. Nhưng mà câu bên ngoài cá thì dạo hôm nay nước nó không có chảy nên cá nó không có ăn. Đây, người ta nuôi cá rất là nhiều luôn nè, thấy không? Đây, thức ăn, hai anh em mình đi, hôm nay hai anh em mình đi và thất bại quá. Đây, bè cũng rất là nhiều. Bên đây, bên kia cũng bè luôn bạn. Nhiều bè lắm. Đây mình nói chung là câu trải nghiệm thôi, chứ thật sự là lần đầu tiên đi thì bể đầu là chuyện bình thường nha mọi người. Nói chung là đi câu mà đâu có biết trước được là cái chuyện hên xui may rủi nha. Đây, hai cá ta nuôi to. Đây, ta cho ăn thức ăn gì mình cũng không biết nữa. Thức ăn viên, dạng viên nha mọi người. Đây, ôi nằm giỏng quá. Mệt quá. Ngoài kia sông lớn đó, như kiểu sông cái à. Cá xưa nay nó ít ăn mọi người. Nước này rồi mấy chú đây bảo là nước nó không chảy, cá nó cũng ít ăn. Cái nước rồi phải chảy rồi cá nó mới ăn mạnh, chứ còn nước không chảy rồi đó cũng không ăn. Còn ở bên ngoài đây thì cá điêu hồng con nó lội đầy luôn nha các bạn. Lội nhiều lắm. Cá điêu hồng nó lọt ra ngoài á. Ở đây người ta giăng lưới đồ cũng nhiều lắm. Nhiều lắm. Đấy, bên kia mình thấy một đàn cá điêu hồng bên ngoài luôn rồi, thấy không? Đó, nó nằm ngoài bè luôn rồi, thấy không? Nó nằm bên ngoài đây nè, nó lội như điên, quá trớn luôn. Câu nó không ăn mọi người, chán quá. Câu hoài không ăn thì nhìn rất chán. Ở đây có võng nằm luôn mà. Bên kia là bè cây cối, gió khá là mát. Nhưng mà cá thì không thấy đâu hết. Thì chắc là hôm nay là căng hơn chi đàn rồi đó. Nói chung là đi trải nghiệm chơi thôi. Rồi xong rồi chắc là đợi dịp nào mới đi nữa nha các bạn. Chứ cũng không đi nữa đó. Chứ cá không có rồi đi câu hoài nó cũng vậy. Cần thả bên kia không thấy gì ta, em re và rè mà ưng ru và rù luôn. Đây người ta đẩy lồng đẩy bè người ta đi ra đây nuôi. Đây người ta nuôi nhiều lắm nha các bạn. Đấy các bạn thấy rất là nhiều rộng. Rộng thênh thang và dinh du luôn. Đây là cá nè bạn. Bạn thấy không? Cá nhiều hết biết luôn. Quá trớn luôn. Ta nuôi. Đây người ta nuôi bè không? Có con bọc bông nhìn nó như cá kiển. Đẹp lắm. Cá to. Hôm nay đi được trải nghiệm làng bè nha các bạn.
chứ thật sự câu kéo không có gì đâu, đi trải nghiệm chơi thôi chứ câu không có gì rồi. Nước dạo này mặn quá, câu cá thất bại bạn ơi. Trải nghiệm chơi thôi, hôm nay đi hóng gió ngoài biển khá là hay. Được, coi cá đỡ buồn, đỡ chán. Xíu nữa kêu chủ tàu ra đón về luôn rồi, câu hết nổi, mệt quá. Giờ tranh thủ về thôi chứ câu kéo rồi. Ổng chắc tầm 3 mấy 4 giờ ổng chạy ra, tranh thủ cuốn bạn ơi, về thôi. Mệt rồi, hôm nay đi nghỉ mát bữa. Lâu đi nghỉ mát ngoài sông biển. Đi thôi. Mệt quá. Ôi giờ về luôn nha mọi người. Giờ hôm nay câu thất bại trầm trọng mọi người. Thì hiện tại là bây giờ là 3 giờ rồi, gần 3 giờ mà chưa có gì hết. Bè đây, cá mà không có một con cá gì hết. Hồi sáng câu bên bè bên kia nó còn nhịp mới được mấy cái. Qua bên đây đứng trận luôn, rồi xong luôn. Là coi như là mòn treo luôn á. Ôi mệt. Thôi thì video mình đến đây kết thúc mọi người. Lâu lâu đi có một bữa mà cũng thất bại nữa. Đây lần đầu tiên mình ra đây mình đánh mà, nên thất bại chuyện bình thường. Thì nếu mọi người thấy video mình hay, đừng tiếp một like, một lượt chia sẻ cho video mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.